Ta dùng thân phận của nhị trưởng lão ra lệnh, tất cả tiên nhân cao giai của tiên vực Quyền Vũ lập tức tập kết ở đại điện Thiên Kiêu, truy giết người xâm nhập tiên vực Trần Trường An. Đáng hận, người hạ giới ti tiện vậy mà lén chuồn lên trên. Ai cũng được, mau chóng giết hắn. Người này âm hiểm giả hoạt, cực kỳ hung tàn, hắn đã giết hơn 1000 thiên kiêu của vực ta, còn hủy hoại tiên vực của ta nữa. Vì để bảo vệ tiên vực ta, hiệu lệnh tất cả tiên nhân cao giai của tiên vực tiến hành vây bắt Trần Trường An. Ai chém được đâu, ta sẽ nhận người đó làm đồ đệ, thưởng tiên thảo tiên phẩm, toàn lực bồi dưỡng thành đế. Nhìn kia, vì đó là... Trẻ con đừng chạy lung tung, ở lại canh ở đằng sau, để chúng ta khải hoàn. Máu nhìn, người cầm đầu đó không phải là cùng nhân chiến đấu anh qua tiên tông hay sao? Hắn là đại thống lĩnh của cấm vệ quân cao giai thuộc hoàng thất. Nghe nói từ khi tu luyện đến nay, chưa từng thua. Cô hắn ra tay, nhất định có thể giết chết người xâm nhập. Tên đó là Tiên Đế. Anh qua tiên tôn, chuẩn tiên đế nhất giai. Giết chết kẻ giả hoạt gian tà như này, có thể tính được bao nhiêu công đức. Ta bắt đầu mong chờ rồi. Doanh muội, muội nhìn. Ngay cả thiền tri của Mặc Gia cũng xúc động rồi. Trần Trường An này nhất định tích chắc. Mặc Gia nè, giỏi sử dụng cơ quan tiên khí. Người đối đầu với bọn họ không chết thì bị thương. Mau nhìn, còn có yêu tộc. Đù mẹ, xác tinh cụ dị rất lâu không xuất hiện cũng xúc động rồi. Những cường giả ẩn vật như chúng ta đều tập trung lại toàn bộ rồi. Tất cả cường giả của tiên vực Quyền Vũ, tất cả tập kết đến đại diện Thiên Kiêu. Lâm gia đến, Đường gia đến, Phong gia đến, Cố gia đến, Vĩnh Mệnh Tiên Tôn cũng tới rồi. Chuyện này sao có thể thiếu chúng ta chứ? Vĩnh Mệnh Tiên Tôn, tiên nhân chuyên ghi chép lịch sử của tiên vực Quyền Vũ. Chiến dịch lần này, hắn chắc chắn cũng sẽ ghi lại, giao cho tiên chủ. Đương nhiên rồi, chỉ cần cục diện của Quyền Vũ chúng ta có thay đổi, hắn đều sẽ ghi lại đúng sự thiệt. Người hạ giới có thể lọt vào sách lịch sử của Quyền Vũ chúng ta, coi như là vinh dự của hắn rồi. Tháng 1 năm 250 theo lịch Quyền Vũ, tặc tử của Cửu Châu đánh đào thượng giới, đại náo tiên vực Quyền Vũ. Trọng lão nổi giận mà tập kết tất cả binh lực thảo phạt tên này. Tất cả tiên gia gần như xúc động. Hả? Gian gia núp đuôi sao? Thiệt cu ngốc, ngay có cơ hội được ghi chép vào sách sử như này cũng từ bỏ. Gian gia sau chuyện này có thể sẽ sa sút từ đây. Vĩnh Mệnh ta, cả đời đều ghi chép sự tích chuyện thế của tiên vực, thường xuyên tăng thêm vinh dự. Đại chiến lần này cũng ngoại lệ. Ngược lại Gian gia vô cứ rút lui, như này về sau sẽ bị người khác ghẻ lạnh. Cục diện tất thắng thì trọng thúc, Gian gia ngu xuẩn. Gia chủ, các chiến sĩ, đây là cơ hội tốt để được ghi vào trong sách sử, các ngươi phải nắm bắt nha. Đánh đi. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần đứng ở nơi này, chứng kiến thời khắc huy hoàng trong lịch sử của Quyền Vũ. Ngay cả Vĩnh Mệnh cũng đến rồi, cuộc chiến này chắc chắn sẽ toàn thắng. Tiên vực nhiều năm nội đấu không ngừng, phong khí giảm sút, hiện nay lại vì Trần Trường An này khiến các tiên gia đồng lòng. Bất luận hắn có mục đích gì, cuộc chiến này không thể không đánh cũng buộc phải chiến thắng, kéo lại hào quang của tiên vực ngày xưa. Mặc kệ bỏ ra bất cứ cái giá nào, Trần Trường An giết tới rồi. Tiên vực sao có thể để mặc ngươi làm càn? Các tiên gia sử dụng bản lĩnh của nhà mình đi, dù là tiên đế cũng không thể thắng được. Tất cả tiên nhân cao gia đều tập trung lại rồi sao? Dư hay, mở tiệc thôi. Chúc mừng ký chủ giết chết tu sĩ tu di tiên hoàng tứ trọng, có được
10 triệu điểm lĩnh vực cộng 2 mảnh ghép tiên vực. Chúc mừng ký chủ giết chết tu sĩ tu di tiên hoàng Lục Trọng có được 20 triệu điểm lĩnh vực cộng 2 mảnh ghép tiên vực. Mẹ kiếp, tên tặc tử này không nói lý. Chúc mừng ký chủ giết chết tu sĩ tu di tiên hoàng Bắc Trọng có được 20 triệu điểm lĩnh vực cộng 2 mảnh ghép tiên vực. Chúc mừng ký chủ giết chết tu sĩ tu di tiên hoàng Thất Trọng có được 20 triệu điểm lĩnh vực cộng 2 mảnh ghép tiên vực. Đồ ngu, đồ quắc con chết tiệt, hắn dám xỏ xin, đồ dại dép, chịu chết đi. Đuổi theo, đừng để hắn chạy thoát. Tặc tử của Cửu Châu không đánh lại được, bị đánh chạy như chó, thiệt sự tức cười. Là một mở đầu tốt. Thông đạo giữa thượng giới hạ giới đã bị ta phong ấn, hắn có ngông cuồng hơn nữa cũng không thể trốn thoát được. Chỉ là con kiến dạy dỗ trước khi chết mà thôi, khiêu khích cấp thấp như vậy chúng ta cũng không cần để trong lòng. Tiên khố tích trữ tiên khí và công pháp đột nhiên bị phá hỏng hoàn toàn, nhất định là hành vi của Trần Trường An, trong đó để tài nguyên tu luyện quý giá của tiên vực. Gương đông kích tay, tên tặc tử đó tập trung tất cả tiên nhân cao giai tới đây rồi chạy đi phá hoại tiên khố không có tiên nhân cao giai trong trường. Sợ rằng không chỉ như vậy, tiểu tử thâm hiểm này là muốn nhân cơ hội hủy hoại bạch chính của tiên vực. Tất cả mọi người chia ra hành động, đến các tiên khố lớn dây chặn Trần Trường An, nhất định phải chém hắn ngay. Chia ra hành động. Mẹ kiếp, tiểu tử này vậy mà dám hủy hoại tiên khố, lão tử nhất định phải giết tiểu tử đó. Tặc tử của Cửu Châu âm hiểm giả hoạt, vậy mà nhân cơ hội này phá hỏng tiên khố, hủy hoại mạch chính của Huyền Vũ. Giết! Trọng lão Ân Minh thần võ lập tức thay đổi sách lược, dốc toàn lực giết tên tặc tử. Cấm vệ quân của Hoàng Thất do anh Hoa Tiên Tôn dẫn dắt đã dây chặn tên tặc tử đó. Tu vi của cấm vệ quân thuộc Hoàng Thất cao hơn tiên hoàng, chiến lực có thể đánh với tiên đế. Tặc tử của Cửu Châu, hết đường để. Chúc mừng ký chủ giết chết tu sĩ tu vi tiên hoàng Tứ Trọng, có được 10 triệu điểm lĩnh vực cộng 2 mảnh ghép tiên vực. Chúc mừng ký chủ giết chết tu sĩ tu vi tiên hoàng Lục Trọng, có được 20 triệu điểm lĩnh vực cộng 2 mảnh ghép tiên vực. Chúc mừng ký chủ giết chết tu sĩ tu vi tiên hoàng Thất Trọng, có được 20 triệu điểm lĩnh vực cộng 2 mảnh ghép tiên vực. Cha, thật kịch liệt, chúng ta xem mình đó xem thử đi. Chúc mừng ký chủ giết chết tu sĩ tu vi tiên hoàng Bắc Trọng, có được 20 triệu điểm lĩnh vực cộng 2 mảnh ghép tiên vực. Chúc mừng ký chủ giết chết tu sĩ tu vi tiên tôn Tam Trọng, có được 50 triệu điểm lĩnh vực cộng 5 mảnh ghép tiên vực. Sao có thể chứ, cấm vệ quân của Hoàng Thất vậy mà bị tiêu diệt hết chỉ trong thoáng chốc thôi. Sư tôn, cái này chúng ta cần ghi lại không? Ghi. Bất luận xảy ra chuyện gì cũng nhất định phải ghi chép đúng sự thiệt, đây là trách nhiệm của ta. Cấm vệ quân của Hoàng Thất và tên tặc tử đối kháng chính diện, tất cả bị tiêu diệt. Không còn cấm vệ quân của Hoàng Thất thì vẫn có các đại gia tộc và yêu tộc khác, nhiều người như vậy, ta không tin không giết được một tên tặc tử. Mặc gia xuất động thiền tiên mạnh nhất thuộc Quyền Vũ Tiên Thành, phối hợp với yêu tộc có tính công kích và khí thế mạnh mẽ, tên tặc tử của Cửu Châu bị nhốt ở bên trong. Năm 250 theo lịch Huyền Vũ, tên tặc tử của Cửu Châu ở dưới sự dây công của Mặc Gia và yêu tộc thua triệt để. Cuộc chiến này tiên vực Huyền Vũ đại.
Tinh tinh. Điểm lĩnh vực mà ký chủ sở hữu đã quá nhiều, đang tính lại, xin hãy chờ chút. Dạ, dạ nhỉ. Ngươi xâm nhập, kẻ cùng giết ngươi. Nơi này sao lại có trẻ con chứ?